Ok, xin lỗi các bạn, mình được cho ăn TV. Hiện tại thì mình đang xem cái con Mavic A2 các bạn. Đợt này mê con này quá. Nhưng mà giá của nó thì tầm khoảng 23 củ, hơi gắt các bạn. Nên là hôm nay thì mình đang tính là quyết định sẽ tự chế ra một con để chơi cho các bạn. Đấy, thỏa mãn cái niềm đam mê. Đây các bạn, đây là con Mavic A2 này. Đấy, nó có thể bay được và có thể quay phim các thứ ấy, nhìn rất là đỉnh. Hôm nay thì mình cũng sẽ tiến hành chế một con, nói chung là flycam, có thể bay được và có thể quay phim được cho các bạn. Và không biết là có thành công hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi video của mình nhé. Đây các bạn, thì hôm nay thì mình sẽ tiến hành sử dụng cái công nghệ in 3D để có chế ra cái kit cho nó nha các bạn. Đây thì mình đã đặt một cái cuốn mực in ở trên Shopee nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành in cái kit Mavic. Đây, hôm nay thì mình sẽ tiến hành mở hộp cho bạn xem nhé. Đây các bạn, mình đặt một cái cuộn cái màu của cái mực in này các bạn, nó trùng với cái màu của con Mavic luôn. Đấy, in ra cho nó giống nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi tìm bản vẽ và in ra. Cái này chắc in xong cái kit của Mavic này chắc cũng tầm khoảng 1-2 ngày đấy các bạn. Xong cái phần bụng của nó các bạn, 8 tiếng đồng hồ. Ok các bạn, xong cái tiếp theo, 5 tiếng đồng hồ. Gần 10 tiếng đồng hồ nha các bạn, mới in xong cái này. 4 cái càng bay. Năm tiếng rưỡi nha các bạn. Ok các bạn, đấy và sau khoảng mấy chục tiếng chờ đợi thì mình cũng đã in xong rồi cho các bạn. Đầu tiên thì mình định in con Mavic A2, nhưng mà do là máy in của mình nó hơi nhỏ các bạn, kích thước in nó hơi nhỏ các bạn, nên là mình in ra chỉ được kích thước này là to nhất thôi các bạn. Đấy, mình in chọn chế độ in to nhất này. Đấy, in mấy chục tiếng đồng hồ liên tục. Thì cái độ cứng của mình cũng chọn độ cứng khá là cao, trên 90%, nên là thời gian chờ đợi nó cũng khá là lâu. Đấy các bạn, in muốn cháy cái máy luôn à. Đấy, hôm nào thì mình sẽ tiến hành kiếm cái máy in nào to to rồi in nó phê cho các bạn nhé. Cái máy in này thì mình thấy nó cũng hơi nhỏ nhỏ đấy các bạn. Đây, nhưng mà nói chung là chơi thì tạm tạm cũng được các bạn. Đây, đây là cái bộ kit của nó nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành thêm cái động cơ và cho nó ra là bao thôi nha các bạn.
Ok các bạn, vậy là mình đang nuôi xong rồi. Cái này là mạch KK 2.1.5 nha các bạn. Ở đây thì mình đã có một cái video hướng dẫn cho các bạn cách nối rồi. Chỉ nó chỉ khác là mình sẽ hàn những cái dây này xuống bên dưới thôi. Tại vì cắm lên trên thì nó sẽ bị vướng cái nắp của bạn nhá. Nên là mình hàn xuống hết dưới rồi. Bây giờ chỉ việc đóng nắp và lắp pin vào bay thôi nha các bạn. Đấy. Ok các bạn, vậy là mình đã hoàn thành xong cái con Mavic này rồi các bạn. Đấy, tưởng nó nhỏ nhưng mà khi mà mình ráp lại thì nó cũng khá là to đấy các bạn. Đây các bạn. Đây, mình sử dụng cánh 10 inch các bạn. Cắt bớt đi, cho nó ngắn lại. Không nó dài quá các bạn. Đấy. Đây là nội thất bên trong nó này. Đây các bạn. Hai cái dầu anten nha. Đấy, mặt dưới cũng y hệt luôn, hai cái lỗ cảm biến này. Đây thì mình bọc lưới cho ruồi muỗi nó đỡ bay vào nha các bạn. Đây, phần này thì khá là rộng, có thể để được quả pin nhỏ nhỏ. Nhưng hôm nay thì mình chơi quả pin to nhá. Nên là không lắp vào không có đóng được nắp các bạn. Đấy. Nhưng mà vít vào thì cũng khá là gọn nha các bạn, nhét dây dưới này. Đó. Con này có thể gập ra gập vào được nha các bạn. Đấy. Rồi các bạn chuẩn luôn nhá. Cánh của nó thì cánh gập theo kiểu Mavic nữa thì đẹp hơn. Nhưng mà đây cánh này mình sử dụng luôn nhá. Có cánh này thì dùng luôn. Đó. Đây các bạn. Cái motor này nó cũng hơi to các bạn. Đấy, kiếm được loại motor zin nữa thì nó còn đẹp hơn nữa nha các bạn. Rồi các bạn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành chế cho nó thêm một con camera nha các bạn. Đấy, lắp một con camera đây thì bao ngầu luôn rồi. Đây các bạn, con camera này là con camera FPV nha các bạn. Nó sử dụng cái nguồn điện 5V, mình chỉ cần cấp cái nguồn điện 5V vào đây là nó sẽ phát ra một cái wifi và mình kết nối với điện thoại với wifi đấy thì nó sẽ truyền tải hình ảnh trực tiếp về điện thoại nha các bạn. Đây. Đấy, nó có 3 dây thì mình bỏ cái dây vàng đi, lấy hai cái dây nguồn thôi. Kích nguồn 5V vào đây là sẽ sử dụng được nha các bạn. Đó, dán vào đây. Không có gimbal nhưng mà con này lắp gọi là cho đẹp thôi nhá. Ok các bạn, đấy xong rồi. Một con camera FPV, bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắm pin vào và test thử nha. Đâu các bạn? Camera FPV. Đâu các bạn, đây là cam FPV này. Đấy. Xịn sò phết đấy các bạn. Lắc trái, lắc phải. Chụp ảnh, quay phim này. Các bạn. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là cân thử xem là nó bao nhiêu kg nha các bạn. À bao nhiêu gram chứ. Bao nhiêu kg lại ghê quá. Đây các bạn, con này nó nặng 682 gram nha các bạn. Đây, gần 1 cân đấy. Con này mà bay mà rơi vào đầu là cũng biêu đầu luôn nha các bạn. Khá là nặng đấy. À con này còn chưa tính pin các bạn. Pin là nó nặng hơn. Đây các bạn, thêm cục pin nữa này. 832 gram nha các bạn. 832 gram. Gần cân đấy các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi test thử nha. Đây các bạn, rất là gọn gàng thôi. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành test thử cái con máy bay này của mình nha các bạn. Đây.
Đấy, con này tập lái khá là ok nhá. Lái được con này thì gọi là Mavic, gọi là tuổi tín luôn các bạn. Đấy, con này lái khó rất là nhiều. Không có GPS, không có gì hết như các bạn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ tiến hành cất cánh này. Bay thử nha các bạn. 1, 2, 3, lên. Đấy các bạn. Bay hơi bị nghệ luôn này các bạn. Ok các bạn, đấy. Các bạn có thể thấy cái chất lượng của nó. Bay được con này thì Mavic gọi là tuổi gì các bạn. Không có gió mà nó cũng lắc lắc lư như con gió các bạn. Đấy, nhưng cái này nó gọi là tăng cái khả năng điều khiển các bạn nhá. Đây, ví dụ như đang bay thì nó nghiêng sang này phát thì mình phải kéo ga sang bên kia ngay. Đấy, nó tăng cái khả năng điều khiển cho mình các bạn. Nhìn cũng khá là đẹp các bạn. Đấy. Con này cũng gần 1 cân nha các bạn. Rơi vào đầu phát là cũng điếng đầu luôn này các bạn. Nên là phải tìm những cái chỗ không có người để chơi nha. Ok, rồi mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và đừng quên tặng mình một like, một comment nhá. Bye bye.